Minh cùng các em học sinh đến với chương trình Giá trị sống, kỹ năng sống tháng 11 với chủ đề Yêu thương. Đến chương trình ngày hôm nay, xin giới thiệu nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị và cô Nguyễn Thị Mỹ Thịnh, giáo viên của trường iSchool Ninh Thuận. Tình yêu thương là một trong những điều không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Tình yêu thương giúp cho con người trở nên hạnh phúc hơn và có được vui vẻ thật sự. Những người biết yêu thương là những người có nhân cách tốt đẹp và luôn hướng đến những thứ tốt đẹp và hoàn mỹ. Và tình yêu thương nó rất là rộng trong các mối quan hệ. Đối với lại cái chương trình ngày hôm nay thì chị xin nói về tình yêu thương giữa thầy trò và tình yêu giữa đồng nghiệp trong cái môi trường của mình. Thưa cô Nhị, thì được biết là cô đã về hưu cũng đã nhiều năm rồi. Vậy cái động lực nào giúp cho cô đến giờ vẫn còn tiếp tục dạy ở nhiều trường như vậy? Kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh, của các em học sinh thân mến. Vì sao mà tới giờ này, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng mà tôi vẫn còn tiếp tục giảng dạy? Có rất là nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất đối với tôi đi dạy tới giờ phút này là tri ân thầy cô, tri ân gia đình và đặc biệt là tri ân một thầy hiệu trưởng đã chọn tôi vào học năm 1968. Năm ấy là tôi được mẹ dẫn đến trường, không có một cái hồ sơ chứng minh rằng tôi là một học trò, nhưng thầy trưởng thầy đã chọn tôi vào học và nhờ đó tôi tiếp tục học và trở thành một giáo viên. Có lẽ là ơn của thầy tôi chưa trả được hết, cho nên ngày hôm nay tôi vẫn còn tiếp tục đến trường để dạy. Cảm ơn cô, một câu chuyện rất là cảm động. Được biết là cô Thịnh đã công tác ở trường được 9 năm rồi, thì không biết động lực nào để giúp cho cô Thịnh luôn luôn giữ được lửa với nghề như thế này. Dạ, em cảm ơn chị Yên. Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh. Để trả lời cho cái câu hỏi của chị Yên thì mình xin kể một chút xíu. Trước đây khi mà làm hồ sơ thi đại học thì thiệt ra cái ngành của mình chọn, mình rất là đắn đo suy nghĩ không biết là nên chọn ngành nghề gì. Và trong tất cả các ngành nghề mà mình được biết thì mình lại chọn sư phạm với một cái lý do duy nhất là bởi vì học sư phạm không phải đóng tiền học phí. Và khi mà ra trường, iSchool là cái nơi đầu tiên để mình bắt đầu công việc. Thiệt sự cái năm đầu tiên là một năm rất là khó khăn, lạ lẫm với đồng nghiệp, lạ lẫm với môi trường sư phạm và lạ lẫm với học sinh, không tự tin đứng trên bục giảng. Nhưng mà khi bắt đầu từ năm thứ ba, mình cảm thấy đây đúng là cái nghề mà nó sẽ gắn bó với mình lâu dài. Trong quá trình mà mình gặp nhiều cái khó khăn á, thì luôn luôn có cái anh chị đồng nghiệp và đặc biệt là luôn luôn có cái sự động viên từ học sinh. Và mình nghĩ chính từ những cái hành động rất nhỏ của các em học sinh thôi mà đã giúp cho mình có động lực và có lửa tới cái thời điểm bây giờ. Đôi khi chỉ là một câu hỏi thăm, đôi khi chỉ là một cái cành hoa nho nhỏ vào cái ngày 20 tháng 11, và đôi khi chỉ là một cái bài hát mà được các em chế lời lại từ một cái bài hát đang hot.
là mình đã đủ thấy được rằng tình cảm của các em dành cho mình như thế nào. Mình nghĩ đó chính là động lực. Đó chính là động lực để cho mình tiếp tục mình gắn bó. Đến thời điểm hiện tại. Và sau 9 năm thì càng ngày mình càng yêu cái nghề này hơn. Và cũng giống như cô Nhị thì mình nghĩ sau này cho dù có về hưu đi chăng nữa thì mình vẫn, nếu như còn đủ sức khỏe thì mình vẫn sẽ cố gắng tiếp tục để truyền lại những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà đã được thầy cô giáo chỉ bảo cho mình, và mình sẽ truyền lại cho các em. Dạ. Cảm ơn câu chuyện của cô Thịnh. Thì trong đây tất cả chúng ta đều là những giáo viên và đều là những người mà có thể tiếp tục cái công việc của mình từ xuất phát từ cái tình yêu của mình, và đồng thời đó là xuất việc nhận từ những cái tình cảm của học sinh. Thì nghĩ là tình cảm của học sinh chính là cái động lực lớn nhất để cho một người giáo viên có thể là luôn luôn nhiệt huyết, luôn luôn tâm huyết với lại nghề, và luôn luôn tìm tòi những cái mới nhất, những cái sáng tạo nhất để giúp đỡ lại cho các em và dạy lại cho các em, để cho các em sẽ càng ngày càng giỏi hơn. Nhìn thấy những đứa học trò của mình càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng giỏi thì em nghĩ là chắc là ai cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì với cái tuổi đời và tuổi nghề của cô Nhị thì em nghĩ là trong cái quá trình giảng dạy, trong cái quá trình công tác của mình thì sẽ có rất nhiều cái kỷ niệm đối với lại học sinh. Thì ở đây cũng rất là mong muốn được cô chia sẻ một vài cái kỷ niệm mà cô cảm thấy nó ấn tượng nhất đối với lại mình. Một cái kỷ niệm là mấy cô trò xem bóng đá mà không được xem tiếng, nghe tiếng chỉ xem hình thôi. Thì cái này là bây giờ lén nói chứ lúc trước mà nói ra là thế nào cũng bị la. Bởi vì cái đó là tiết học mà cô dám cho mấy em coi bóng đá. Thì cái này thầy cô mình cũng nên suy nghĩ lại. Đôi lúc có những vấn đề chúng ta nguyên tắc, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng nên suy nghĩ về học sinh một tí. Thì hôm đó là cái tiết cuối, mà lúc đó là coi cái bóng đá gì mà mình Việt Nam với lại Việt Nam đá với gì mà U mấy đó, U23 đó, đúng rồi. Lúc đó là đang đá cái trận bán kết. Bán kết là hiệp 1 mình thua, và bạn đang đua hiệp 2. Thì bắt đầu tiết dạy thì thấy mấy em nó nhìn mình, thì nó nghĩ là cô già rồi, chắc là cô không có cho coi bóng đá đâu đó, chắc cô không cho đâu. Nhưng mà nhìn thấy mấy em, mình đoán là mấy em rất là thích coi bóng đá, và mấy em cũng đang háo hức như thế nhưng mà không dám nói ra, và có vẻ là lo lắng sợ là chắc là cô bắt học rồi. Nhưng mà khi mà quan sát lớp học như thế thì tôi mới thấy rằng thôi, hôm nay mình cho mấy em coi một tiết, rồi bữa sau mình dạy bù. Bởi vì mà tiết này á, mà mình có dạy á, thì mấy em nó cũng không có độ tâm trạng để mà học đó. Cho nên thôi tạm thời mình cho nghỉ, nhưng mà mình nghỉ trong tổ chức kỷ luật chứ không phải là nghỉ một cách vô tổ chức kỷ luật. Nên thôi được rồi, bây giờ cô cho mấy em coi, nhưng mà với điều kiện là coi hình thôi nha, không được coi tiếng đó. Thế là tôi mới cũng có tổ chức để coi bóng đá đàng hoàng, là bắt ngồi ngay ngắn hết ở vị trí ai là ngồi yên đó, ngồi yên coi bằng mắt thôi chứ không được làm gì cả, không có được nhúc nhích. Và tôi xuống với bàn cuối tôi ngồi. Thì thật ra năm đó không hiểu tại sao mà mình dự đoán nha, thì xuống với bàn cuối ngồi á, thì mình mới nói với hai cái em mà ngồi bàn cuối lớp á, này một lát nữa, còn 10 phút nữa là Việt Nam mình vô nha. Ý mà sao tới phút thứ 9 là tự nhiên cái mình vô trái liền á. Tự nhiên mình cảm giác mình nói như thế thôi chứ mình cũng đâu có biết như thế nào. 10 phút nữa là mình có trái vào đó. Cái hai cái em nó ngồi bên cạnh đó, cô sao cô đoán hay vậy cô, cũng không biết luôn nữa. À, thế là mấy em nghe thắng một cái bắt đầu đứng lên, nó la ôi sao mà đọc chạy lên. Thôi mấy em im lặng ngồi xuống, im ngồi coi, không được nói nha, nói là cô không cho coi đó. Thì coi hết buổi, mấy em nó cảm thấy trong lòng nó thoải mái, và tôi thấy rằng là mình nên
chiều mấy em một tí, nhưng mà sau đó mấy em có một cái sự gắn kết với mình nhiều hơn, cảm thấy rằng là cô hiểu mấy em hơn, và mấy em cũng đã đền đáp lại. Là những cái giờ học sau mấy em học rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng, rất là tốt. Và điều đó làm cho tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vô cùng. Bởi vì mình nghĩ rằng nếu mà giờ đó mình bắt em học, chắc chắn học không được bao nhiêu, mà vì nó bị ức chế, thà rồi thôi mình cứ hy sinh một tiết đó, mình dạy bù sau. Nhưng mà bù lại sau đó, cái cách học của mấy em, cái tình cảm của mấy em, cái sự thông cảm giữa cô trò nó nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, thì đó cũng là một kỷ niệm vui và rất là đáng nhớ. Xem bóng đá mà không có được nghe tiếng, bởi vì nghe tiếng thì sẽ ồn ào các lớp bên cạnh, nhưng mà dù sao thôi xem hình có còn hơn không hay sao đó, thì dù sao là em cũng được xem đó, để mấy em được nhớ. Cho nên mình cũng phá nguyên tắc một tí, nhưng mà cái phá nguyên tắc nhưng mà cũng phải trong cái vòng là yên lặng trật tự để cho các lớp bên cạnh học đó. Dạ, cảm ơn cô, một câu chuyện rất là thú vị. Dạ, em nghĩ là chắc là không phải một mình cô đâu, mà là những cái em học sinh mà đã từng tham gia vào cái tiết đó chắc cũng ghi nhớ đây là một cái kỷ niệm rất là vui, bởi vì là các em cũng sẽ không nghĩ là cô có thể là cho các em xem đá bóng luôn cô. Đúng rồi, nghĩ cô già rồi khó chịu nữa, rồi đã già rồi. Nhưng mà đâu biết là cô rất là tâm lý đúng không cô? Đó, thành ra là nhiều khi là mình cũng nên thông cảm và cũng mến thương học trò. Mình cứ như là mình cũng thương đúng nơi đúng lúc, chứ không phải là mình thương mà mình bao che những cái không tốt của mấy em. Tại vì cái xem bóng đá mà cái trận đó thì cũng là rất là hay, bởi vì nó mang cái tính chất quốc gia mà mình không cho mà mình không cho mấy em coi cái đó thì thấy cũng không được, nhưng mà mình phải cho mấy em coi trong một cái tổ chức đàng hoàng. Được biết là cô Thịnh đã cùng với học sinh tổ chức rất nhiều cái hoạt động thiện nguyện trong những năm vừa qua, thì không biết là từ cái điều gì mà để cho cô Thịnh có thể cùng với học sinh đồng hành những cái hoạt động đó, bởi vì Uyên biết là có nhiều nơi rất là xa và đi lại cũng rất là khó khăn. Cô Thịnh có thể chia sẻ về cái nội dung này không? Khi mình nhận được rất là nhiều sự yêu thương từ những người xung quanh, thì bản thân mình muốn san sẻ cái sự yêu thương đó đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đó là lý do vì sao mà em đã cùng học sinh trong suốt những năm vừa qua đi đến từng ngóc ngách để trao những cái phần quà. Mặc dù nó không có cái giá trị lớn, nó chỉ là 5 kg gạo, một thùng mì tôm, một ít bánh. Nhưng mà khi mà mình đi đến những nơi đó thì bản thân học sinh sẽ cảm nhận được rất là nhiều điều. Cái việc đi làm thiện nguyện của em thì mình muốn đến thăm những cái người già neo đơn. Đó là cái mục tiêu mà từ lúc em đề ra đến thời điểm hiện tại. Và khi đến những nơi đó, học sinh cảm nhận được là các ông bà đã phải khó khăn, sống chật vật, xoay sở một mình như thế nào. Và năm sau quay lại những nơi đó thì đã có những người ra đi, chỉ còn lại một ông hoặc một bà. Thì các em lại càng cảm nhận sâu sắc về cái điều đó hơn. Em đơn cử một chuyện về một hoàn cảnh, đó là bà ở Phước Khánh, thì khi mà tới thì bà sống với con, nhưng con đã đi làm rồi thì bà chỉ có một mình thôi. Thì, đến nơi thì để lại cho bà một chén cơm chiên và một ly nước. Thì bà nói bà không dám uống nước, bởi vì uống nước là sợ sẽ đi vệ sinh, và bà không đi. Thì từ những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, và cho dù đó là những nơi xa hay là hốc hiểm ở đâu đi chăng nữa, thì em rất là muốn dắt học sinh đến. Bởi vì đến những nơi đó thì học sinh mới cảm nhận được là
bản thân mình vẫn còn may mắn hơn rất là nhiều người. Và mình còn nên san sẻ những cái điều may mắn đó đến cho những người có cái hoàn cảnh khó khăn, những người không có được may mắn như mình. Và đó là lý do đến thời điểm hiện tại. Và sau này nữa thì em vẫn rất là muốn dắt học sinh đi đến những nơi như vậy để cho các em biết san sẻ cái sự yêu thương. Cảm ơn cô Nhị, cảm ơn cô Thịnh về những chia sẻ vừa rồi. Đó là những chia sẻ rất là xúc động, xuất phát từ cái sự yêu thương của cô và trò với nhau. Thì chương trình Kỹ năng sống, giá trị sống đến đây là tạm dừng. Rất mong được sự đóng góp của các bạn theo dõi, đặc biệt là các bạn có thể gửi cái thư về chương trình để nói lên những cái mong muốn, những cái giá trị sống, những kỹ năng sống mà mình muốn được nhà trường thực hiện vào trong cái số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây.